các thầy cô giáo, các em học sinh, chúng ta hãy cùng đứng dậy để làm lễ chào mừng. Bỏ hết xuống. Bây giờ các bạn chúng ta chỉ đứng lại trong phòng để chuẩn bị lễ chào mừng. Các bạn sẽ hát khúc ca thật to nhá. Nằm đây, nằm đây. Toàn quân thì lắm. Là chúng ta chú ý nghe nhạc để hát theo nhạc nhá. Chào cờ, chào. Quốc ca. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, khi những chùm phượng vĩ nở rộ, tiếng kêu kêu râm ran trong vỏ lá, ấy cũng là lúc mùa hè đã về. Mùa hè với học sinh là những giờ phút nghỉ ngơi thư giãn sau cả một năm học vất vả, nhưng với những em học sinh lớp 5 thì thật khác. Đây là mùa của sự chia tay, xa thầy cô, xa mái trường và xa bạn bè thân yêu, đã gắn bó suốt 5 năm học để chuẩn bị bước vào một học mới, một ngôi trường mới. Sáng hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2023, trường nhỏ Kim Động long trọng tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5 năm học 2022-2023. Đến dự hôm nay, chúng ta vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Văn Tiến, đại diện ban chấp hành hội cha mẹ học sinh trường nhỏ Kim Động cùng với các ông bà trong ban đại diện cha mẹ khối 5. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Quang Toản, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cô Ngô Thị Vân Chi, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô và các em học sinh khối 5 đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo sau đây, tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ. Lễ ra trường học sinh khối 5 năm học 2022-2023 bao gồm những nội dung chương trình sau: 1. Chào cờ, hát quốc ca. 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Thầy hiệu trưởng phát biểu ý kiến. 4. Đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng. 5. Đại diện hội cha mẹ học sinh phát biểu ý kiến. 6. Ban đại diện cha mẹ học sinh và học sinh khối 5 tặng quà lưu niệm cho nhà trường và thầy cô. 7. Phát giấy chứng nhận lễ chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh khối 5. 8. Bế mạc. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong 5 năm học vừa qua, các em đã được sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Phạm Quang Toản, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời thầy.
Kính thưa ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng ban đại diện của các em học sinh, cùng với ông bà trong ban đại diện học sinh của tuổi lớp 5, kính thưa thầy cô giáo, trưởng ban học sinh. Trước tiên thì xin phép các vị đại biểu, các thầy cô và các em cho thầy bày tỏ cảm xúc của buổi lễ tri ân và ra trường cho học sinh lớp 5 và đại học này. Lâu lắm rồi thì thầy mới dự một buổi lễ tri ân cho các thầy cô của khối lớp 5 cùng với các em học sinh khối lớp 5 trường A tổ chức có nhiều cái nhất như thế. Cái nhất đầu tiên là được sự quan tâm tốt nhất của hội chữ thập đỏ học sinh của cả khối, đặc biệt là của ban đại diện của chương trình nhà trường, các lớp, cũng là các bác đến rất là đông đủ. Nhất thứ hai là đây là khối lớp 5 có số lượng học sinh đông nhất trong 5 năm trở lại đây. Nay chúng ta có 165 bạn chia làm 5 lớp. Và vừa rồi thì chúng ta được chứng kiến cái nhất thứ ba mà thầy cũng kể tới. Đây là buổi lễ tri ân và ra trường. Có nhiều tiết mục văn nghệ nhất. Có nhiều tiết mục đặc sắc nhất. Và tiếp theo nhất nữa đó là chúng ta được có thời tiết ưu đãi chúng ta nhất. Trời không nắng, không mưa, có mưa vài hạt nhỏ thôi. Nhưng mà có lẽ là những hạt mưa đó thì sẽ vương vấn cho chúng ta là kỷ niệm của thầy ra trường. 65 x 15 thì ra 700 học sinh. Và phần cuối cùng, cái nhất quan trọng nhất đó là em có thành tích nhiều nhất, có sự nỗ lực lớn nhất so với các anh chị đã ra trường cách đây 1, 2, 3, 4 năm. À, kính thưa các quý đại biểu, thầy cô và các em, ngay từ khi các em đang học ở lớp 2 thì chúng ta đã phải chứng kiến, phải cùng với lại thầy cô, bố mẹ, toàn nhân dân, không phải của cả một nước Việt Nam ta và cả thế giới đang chuẩn bị, đang phải đương đầu với lại cái nạn dịch Covid hoành hành. Chúng tôi đang học lớp 3, lớp 4 thì có những năm học các em chỉ được đến trường vài tuần, hầu như các em phải học ở nhà trực tuyến. Tuy nhiên thì bạn nào cũng cố gắng, các gia đình đều quan tâm. Và năm học cuối cùng của các tiểu học năm nay thì rất là may mắn là chúng ta được học trọn vẹn 35 tuần ở nhà trường. Tuy nhiên vất vả như thế, nhưng bằng sự nỗ lực của thầy cô, sự cố gắng của các em thì 165 học sinh khối năm năm nay các em đã đóng góp thành tích cho nhà trường rất lớn. Tất cả các cuộc giao lưu, cuộc thi thì học sinh khối lớp 5 đều tham gia đều đi đầu trong các khối lớp trong nhà trường. Và chúng ta đã có những giải quốc gia, giải cấp tỉnh và rất nhiều giải cấp huyện, đặc biệt là giải trường. Xin thông báo các em một tin mừng là ngoài sự động viên khích lệ của hội cha mẹ học sinh nhà trường cho các em vào trong những lần thi thì năm nay quỹ khuyến học của xã cũng sẽ trao rất nhiều giải cho các em từ đạt giải cấp trường trở lên, và các em sẽ được nhận phần thưởng tại buổi tổng kết nhà trường vào hôm tới. Năm năm học vừa qua thì trường ta vẫn tiếp tục giữ vững là trường chuẩn quốc gia ở mức độ 1. Chúng ta tiếp tục đạt nhiều thành tích tốt, đó là sự đóng góp
rất là lớn của các em. Hôm nay có mới 5 năm nhỉ? Những ngày làm cách đây 5 năm thì các em bước vào lớp 1. Khi khai giảng, chắc là bạn nào cũng còn nhớ là ngày khai giảng đầu tiên ở trường tiểu học. Ở đây khai giảng đầu tiên á. Rút từ những thời gian lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đến bây giờ thì các em đã đóng góp cho ngôi trường tiểu học chúng ta, thân yêu của chúng ta rất nhiều thành tích, rất nhiều cố gắng. Và những cây bóng mát, cây xanh, cây cảnh cũng được sinh trong sống sót của các em. Trường ta có xanh sạch đẹp như này cũng là sự cố gắng lao động rèn luyện của các em. Và thành tích của các em đạt được hôm nay là 165 trên 165 em đã hoàn thành chương trình tiểu học đủ điều kiện để tiếp tục học lên cấp học trung học cơ sở. Một lần nữa, đề nghị các quý vị đại biểu, các thầy cô và các em hãy cho các em một hãy hưởng ứng và kính lệ các em một tràng pháo tay lớn và cảm ơn thành tích các em đã đạt được trong năm qua. Thưa các bạn, xin được biểu thầy cô và các em buổi lễ tiên và ra trường cho học sinh khối lớp 5 của năm học này. Lãnh đạo nhà trường trân trọng cảm ơn sự hiện diện của bác Nguyễn Văn Tiến, trưởng ban đại diện, đồng thời cũng là trong ban đại diện của em học sinh lớp khối lớp 5. Xin cảm ơn sự quan tâm tạo ra điều kiện cơ hội tốt nhất, chương trình đầy đủ, xúc tích và ý nghĩa nhất của học sinh lớp 5, sự hỗ trợ của thầy cô giáo. Mặc áo sáng sáng kia. Giáo viên nhận sự cố gắng của các em, với các bạn là cán bộ rất nhất trật tự, xứng đáng là những anh chị gương mẫu cho các em học sinh toàn trường. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em sức khỏe thật nhiều, chóng lớn, ngoan ngoãn và chuẩn bị bước lên cấp học trung học cơ sở, một hành trình tự tin nhất, đạt được nhiều thành tích tốt nhất. Xin chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn thầy cô và các em. Vâng, xin cảm ơn những kiến thức điều và những lời chia sẻ ý kiến của thầy. Các em ạ, cách đây 5 năm, trong nắng vàng rực rỡ, các thầy cô đã đón các em tự trường, những cô cậu học trò ngày ấy với bao bỡ ngỡ, lạc lẫm, đột nhiên, ngày đã trở thành những anh chị học sinh cuối cấp tiểu học. 5 năm học với mái trường tiểu học, không quá nhanh, không quá dài, nhưng đã để lại ấn tượng, để lại những dấu ấn và những kỷ niệm về tốt đẹp với mái trường này. Trước khi tạm biệt thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường, em Lâm Minh Quân, học sinh lớp 5B, sẽ đại diện cho toàn thể học sinh khối 5 phát biểu cảm nghĩ. Xin mời em. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh thân mến, em tên là Lâm Minh Quân, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Kiên Động. Hôm nay, em rất vinh dự thay mặt toàn thể các bạn học sinh của lớp 5, niên khóa 2018 đến 2023. Xin được nói lên những dòng cảm xúc của mình sau 5 năm được học với mái trường thân yêu, với bao nhiêu kỷ niệm mà em và tất cả các bạn học sinh của lớp 5 chúng em không thể nào quên. Mỗi ngày nào cũng sống khai trường như vừa mới điểm, vậy mà giờ đây, năm học 2022-2023 đã kết thúc. Nhìn lại những quãng tháng học qua, đặc biệt năm vừa qua chúng ta trải qua nhiều đợt dịch Covid kéo dài, mưa dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm sát sao của các thầy cô giáo. Học sinh chúng em đã hoàn thành tốt các năm học và gặt hái được nhiều thành quả đáng được ghi nhận. Lời đầu tiên, chúng em muốn được nói là những chân thành đến ban giám hiệu nhà trường, các bậc phụ huynh đã quan tâm sâu sắc, giúp đỡ tận tình, chu đáo các thầy.
thầy cô giáo đã tận tụy hết lòng giáo dục, dạy dỗ để chúng em có được ngày hôm nay. Một mùa hè mưa lại trở về, có lẽ đây là một mùa hè rất bình thường, nhưng đối với mỗi học sinh lớp 5 như chúng em, lại là một mùa hè đáng nhớ nhất. Vì sau mùa hè này, chúng em sẽ mãi mãi rời xa mái trường tiểu học Tiên Đông. Đứng trước cuộc hôm nay, em vô cùng ngỡ ngàng, sau 5 năm học đã trôi nhanh như thế. Em không dám tin vào hiện tại bây giờ, em đã là cô học số hóa hoàn thành chương trình cấp tiểu học và phải chia tay với những người bạn thân yêu, phải xa mái trường, xa thầy cô giáo. Em sẽ nhớ lắm, nhớ cái gốc sân đồ ra thứ người, nhớ những trò chơi tinh nghịch, nhớ dáng thầy cô quá đỗi thân thương. Thầy cô là người cha, là mẹ thứ hai của chúng em, là người luôn tận tình dạy dỗ chúng em như người. Được lên lớp 6, xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn các thầy cô vì đã dạy cho chúng em nhiều điều cao đẹp phải. Thầy cô không chỉ trang bị cho chúng em kiến thức, dạy chúng em cách làm người và phần nâng cánh cho những ước mơ của chúng em được bay cao, bay xa hơn nữa. Tình cảm bao dung độ lượng, tâm trí của thầy cô là hành trang cho cuộc hành trình trí tuệ, tương lai và khát vọng của chúng em. Thầy cô ơi, chúng em vẫn đang quên được những lời khen ngợi. Bọn mình bảo hay mang cái áo về. Chúng em hay nhớ lắm, nhớ bản thân, vấn sáng, nhớ chỗ ngồi thân thương, nhớ phòng học ấm áp và nhớ cả sân trường hồi đã tối cười. Và cuối cùng, em xin kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô giáo mình sức khỏe, đạt nhiều thành công trong công tác. Em xin hứa sẽ cố gắng học hỏi, chăm lo để xứng đáng là học sinh của trường tiểu học Tiên Đông Trung Chiêu này. Cô là huyện của tỉnh Vĩnh Long. Cô là báo.